Ồ, hello mọi người. Hello mọi người. Anh vậy ta. Hôm nay anh thấy em vào bếp đứng một mình anh buồn. Anh đòi vào chung để anh kêu cho anh làm chung với. Em bắt là cuốn là phải thịt đẹp. Cuốn là phải như thế này nè, thấy không? Là còn phải có miếng tôm nó nằm dưới này thì em mới chấp nhận. Đó, thì anh đã để anh cố gắng. Đó, coi anh tập có làm được hay không. Tao nói ngồi yên chỗ thì không chịu đâu. Em biểu là ngồi yên đi. Em biểu là ngồi yên đi, không chịu, đòi làm chung. Kêu làm chung mới vui. Kêu đi tập. Thôi. Đây là hôm nay mình làm bánh cuốn à. Mình làm bánh bánh cuốn á, gỏi cuốn ở Sài Gòn mình gọi là gỏi cuốn. Còn ở ngoài Bắc là miền Bắc thì gọi là bánh chén cuốn. Có làm coi tới được tới đâu. Cứ đòi làm. Mình không cho thì nói không tin tưởng vào khả năng của ảnh hay sao. Cũng được lắm á chứ. Dạ dư dư nè. Giỏi quá. Bỏ tôm cũng giống vậy đó. Tiếng 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 tiếng, nhìn cuốn của tôi đẹp chưa nè. Tiếng đỏ. Dạ, mình đây vậy đó. Tiếng đỏ. Ê bị. Ê bị. Kệ nó. Em cuốn cũng mập mà anh cuốn cũng hơi ốm. Kệ tức thôi kệ. Có cuốn là được rồi. Có công làm, có làm là được rồi. Cố gắng rồi từ từ sẽ thành công. Anh kêu cái màu bánh chén. Anh kêu cái màu bánh chén. Cái màu bánh chén nó nhạt quá. Anh không nhìn thấy gì hết. Thì đâu biết là ai nữa. Anh nói là cái màu bên chén nó nhạt quá, nó không có nhìn thấy cái gì chứ. Em nghe mắc cười. Tội nghiệp. Anh rất là khôn. Mọi người. Anh lấy cái lá, cái lá dốc cá, anh bỏ ra hết luôn mọi người. Anh lựa ra lá dế dốc cá nè, anh bỏ ra ngoài hết luôn. Trời ơi. Đó. Anh lấy lá dốc cá anh bỏ ra ngoài hết luôn mọi người ơi. Cái bánh chén nó mộng quá. Nó mộng quá, nó không có nhìn thấy mọi người ơi. Chỉ con khó khó tạc là. Em bố lệ thọ. À, anh kêu là để cái thời gian nó bị nhũn bánh quá nên nó bị rách rồi. Đây đây cho bộ môi chín mày. Ờ. Môi chín mày. Anh kêu để thời gian nó bị nhũn bánh quá. Nó bị cái gì thì. Môi chín mày, môi chín mày. Mắc cười. Đây cho bộ. Đây cho. Đi đâu? Nó gọi hẹn đi chỗ. Thì. Thôi rồi, anh nói là cái này là lý do là do nó bị bể thôi. Mì sô gọi bể. Nước nó vô nhiều quá trời ơi. Nhân là tạp bể rủ. Nhân tạp bể rủ, có lẽ. Trời ơi, xấu hết luôn một tập thể, tập đoàn. Nhân là tạp bể rủ, hả? Ừ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hay. Hôm nay hai vợ chồng em đang ăn bánh cuốn. Ở Việt Nam mình gọi món này là ở miền Nam á, miền Sài Gòn thì gọi là bánh cuốn, gọi cuốn, còn ở miền Bắc gọi là bánh cuốn hay sao em không biết nữa. Đó. À, ăn với mắm nêm. Anh nhà em phải ăn mắm nên là mắm nêm đây nè. Giờ mới được ăn tối đó mọi người. Ngon quá. Đi cậu.
Xin mời. Itadakimasu. Itadakimasu. Mời mọi người ăn tối nha. Anh cú kép, anh cú, anh đưa cho tôi xấu, tôi ăn. Ngon. Chậm chậm vô cái mâm này là có năng của ta bừng 20 cuốn, 20 cuốn hai vợ chồng. Ngon. Ngon. Hai vợ chồng em mỗi lần ăn phải là uống bia. Như thế nào? Cái này là nước trái cây mà có cả cà men trong đó luôn nha. Cái này là 4 độ chứ không phải giỡn đâu nè. 4 độ. Nhưng ở bên này cái nước này phụ nữ hay uống. Vô. Ngon. Ngon quá. Công nhận ngon thiệt. Nhưng mà ăn mấy cái cuốn này á, ăn nhiều không có được. Tại vì biết sao, bụng em nó ít, bụng em nó nhỏ, ăn được có mấy cuốn là no, chứ anh chồng em ăn được nhiều lắm. Chấm vô nè. Thấy cho nó chấm không? Chấm vô. Ăn. Nào mà yêu không? Con hẹ. Nãy giờ em mới hẹ. Cái này hẹ. 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 Nhi hôn vô quá. Nhi hôn nhanh thì tôi. À tiêu mát rồi. Chưa mua ăn nà bè đấy tại bê tập. Mizuna. À Mizuna. Mizuna. Hẹ. Dài quá nó dính vô cho ra nhai không có được. Anh cắn không 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 nó không đứt được. Nó còn dai hơn là thịt cái cộng cộng đi giống như là giống như cỏ. Ngon lắm. Nói luôn cho mọi người biết, mọi người thấy cái gì chưa? Thấy màu sắc hai vợ chồng chưa? Thấy video hai vợ chồng thế nào? Nên thế nào? Mới đầu tư con máy ảnh đó nha. Con Sony ZV1. Con ZV1 đó. Con mua 20 triệu á, trời ơi, hơn 20 triệu á. Chưa tính đèn này kia nữa, em mua đèn này kia, mua mic nữa nhưng mà chắc chưa gửi tới. Có cái mic này nè, mic áo nó mic cửa cắt tỏ nó chưa gửi tới. Nó gửi tới là có cái mic đến đó là em ru, tổng cộng em mua hết là hơn 30 triệu, không biết làm ăn tới đâu nhưng mà đầu tư là cỡ đó đó. Nó mới mua luôn đấy. Trời ơi, 3 cuốn đó no rồi, bụng gì mà yếu quá. No rồi đó. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Nhìn này mình thích. Ngon quá. Ngon quá.
Không quá. Hấp thơ cũng tốt hơn rồi. À, sờ sờ. Anh nói là cái cọng hẹ nó khó ăn, nó dai quá nên nó nhai không có được. Nó ổn phê được không? Mình nói nó dai nhưng mà nó ngon đúng không? Anh bảo là ngon. Bạn thấy gì không? Chùm nho. Nho xanh bên này á là bắt đầu á nó gần chuẩn bị hết mùa, thấy không? Những chùm nho ngon nè, chuẩn bị bắt đầu quay mùa dâu rồi. Bên này á mỗi mùa là nó có mỗi loại quả. Mùa lạnh thì bắt đầu nó có mùa dâu, nó có dâu rồi nó có hồng. Mùa thu là nó có hồng, mùa lạnh bắt đầu nó có dâu. Nhìn vào chùm nho nè, ngon chưa? Trời ơi bé cháy. Chùm nho này em mua bên này cũng rẻ. Em mua chùm này 400 ngàn. À, 500 chứ, 500 ngàn. Chùm nho này mua 500 ngàn. Cảm ơn chồng. Cảm ơn bố. Cảm ơn bố. Cô đâu, arimato. Mình vẫn còn một tí nên phải ăn cho hết. Ngon không? Ngon. Ngon bỏ. Ngon quá. Ngon bỏ. Ôi người ơi, nói cho những người mà chưa biết là anh này là thánh nguyện mắm nha. Thánh là mắm dạo. Thử mắm dạo. Mắm. Để mình hỏi cho mấy bạn coi thử là đúng hay không nha. Tại đâu? Nè. À, đồ ăn Việt Nam bê tô đa mưa nó. Ichi bằng sư kì quá. Nani? Nước nào? Nani? Nước nào? Nước mắm. Thấy à? Nước nào? Nước mắm. Nước mắm nữa. Nước mắm. Anh đi kể với bạn bè ảnh á, trên công ty á, là Việt Nam mày biết nổi tiếng gì không, là nước mắm. Mắm đó là nổi tiếng, mà tôi không biết là, em mình không biết là bạn anh có tin hay không. Chứ còn mà bạn anh mà tin mà mua canh lít lít về mà ăn không được, chắc em qua tặng cho anh lại quá. Mê nước mắm lắm. Trời ơi, 20 cuốn. Ăn ngập mặt luôn. Nijuko. Nijuko. Sugoi. Sugoi nè. Nó có tên là mắm. Mập. 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 Cái nước mắm mềm á, mình nêm nó vừa ăn, cay vừa phải, không có cay nhiều. Rồi bánh tráng cuốn này với tôm thịt rồi nè, chấm với miếng mắm nêm ngon bé cháy, ngon nhất nách luôn. Mắm nêm phải ngọt ngọt, cay cay, chua chua đó, và bỏ miếng khóm vô nữa, miếng khóm mà xay ra, lấy nước ép xay ra ăn là bé cháy luôn. Ngon rồi, mắc cười lắm. Học tiếng Nhật á, học tiếng Việt Nam á, học vậy thôi chứ mà quên lắm. Ngày nào về cũng dò bài thì mới nhớ. Tại đi làm á, lên đó đâu có nói chuyện với ai đâu. Đâu có nói chuyện với ai người Việt Nam đâu mà quên lắm. Ngon. でもないよ。ならい。20 cuốn này chắc là không ăn nổi. Ngon quá. 20 cuốn. Cuốn này không ăn không nổi luôn. Ngon quá mọi người. Hơn 20 cuốn chứ mà 20 cuốn đó. Trời ơi no. Ăn mấy cái này á,
Thật ra ở trong nó không có gì hết, chỉ có rau, ít bún một ít thôi. Cô nào qua? Nani mô nai ở nó goma goma mô nai si ramen mô nai si でも早くお腹いっぱいな。だってこれ米でしょ。はい。米のせいでお腹いっぱいなの。でもこれはめっちゃ薄いでしょ。Anh nói là mình nói là tại sao á, ở trong này không có cái gì trong này hết, kể cả gạo cũng có, cái gì cũng có, tại sao là mâu no. Anh nói là ở trong ở cái miếng bánh tráng cuốn này nè, nó làm bằng gạo nên mâu no, nhưng mà bánh tráng cuốn nó mỏng lét nên sao mâu no được, mình chữ xưa vậy rồi. Rất là mỏng, ăn một quả nho bỏ vào miệng nó kêu rớt luôn nè. Ngon quá. Nó ngọt kinh khủng. Ngọt. Ngọt lắm mọi người ơi. Trời ơi. Vị trí. 1 2 1 2 3 ưu xuyên ngon 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 đẹp bạc đẹp gái đẹp gái à chị à kia đây đẹp gái chứ đẹp gái đẹp gái hay đẹp gái mập đúng không đẹp gái đẹp gái kia đây đẹp gái à không có kia đây đẹp gái đẹp mồ à nóng nè nè ngủ ngủ nè nè ngủ 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 có là ngủ rồi sao nè ngủ có là ngủ rồi sao anh nói mới cái rồi mới cái muốn sao phải muốn muốn anh nói là đẹp gái nhưng có cục muốn ta về thế nó rồi rồi vô rồi nè về tôi ra mưa vô rồi nè mình nói tiếng Nhật giỏi ha. Ngon. Thôi, chào tạm biệt mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Xin chào. À, xin chào. Xin chào. Xin chào. À, thôi nha, bye bye. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã coi hết video của hai vợ chồng. À, nhớ ấn đăng ký kênh cho hai vợ chồng em. À, nếu mà có thương yêu hai vợ chồng em nữa chút xíu nữa thì cho em hai vợ chồng một like. Nhớ nha. Nhớ nha. Bye bye. Bye bye. Ting. Ting. Ting.